Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi các dân há ca tụng Ngài, vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Một lần nữa, lớn lên nha. 2, 3. Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân há ca tụng Ngài, vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Amen. Ở đây chúng ta ít nhất là 2-3 đất nước rồi đó. 2-3 nước rồi đó. Và Chúa ở đây là hỡi các nước, tất cả các nước ở trên thế giới này, hãy ngợi khen và thờ phượng Chúa. Và hỡi các dân, không chỉ là người Mạ tôi thôi, nhưng mà cả người Siêng nữa, cả người Cơ Ho nữa, cả người Kinh và cả người Philippines nữa, tất cả mọi người đều ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Sức mạnh của những người trẻ đó rồi. À, tôi xin lỗi vì giọng của tôi á, thì bởi vì có tổ chức ở ở Di Linh á, nên hơi yếu, có bị khàn cổ rồi. Nên các bạn ráng nghe ha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau hô vang thanh niên. Thanh niên hôm nay không có thế mạnh mẽ. Đây có thiếu niên nữa nên tôi sẽ nói là thanh thiếu niên ha. Sợ mất công à, các bạn thiếu niên lại nói là chị hỏi với các bạn mấy anh chị thanh niên thôi, không có hỏi thiếu niên hay không có gì là thanh niên, thanh thiếu niên. Ủa? Thanh thiếu niên ơi! Giờ hô nha, hô mạnh nha. Thiếu niên đâu rồi? Bỏ cái thanh xuống đi. Thanh thiếu niên! Trẻ, khỏe, mạnh mẽ, được chưa? Thanh thiếu niên! Thanh thiếu niên! Thanh thiếu niên! Mạnh mẽ! Thanh thiếu niên! Thanh thiếu niên! Thanh thiếu niên! Mạnh mẽ xong ai nhảy lên hết vậy? Yếu quá! Khi mà hô lên mạnh mẽ chúng ta nhảy lên nha! Được không? Được không? Ok! Thanh thiếu niên! 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 Amen! Hallelujah! Chúng ta sẽ hết lòng mở khen chúng ta trong buổi sáng hôm nay! Amen! Có ai còn bận hay vướng mắc việc gì ở nhà không? Ok, chúng ta xin lên phía trước. Ở ngoài còn rất là nhiều người họ đang tới. Còn ai ở ngoài không? Còn ai ở ngoài không? Có ai thấy tôi không? Có ai thấy tôi không? Có không? Có không? Ok, chúng ta giơ đôi tay của mình lên. Giơ đôi tay của mình lên. Giơ đôi tay á. Tại vì tôi cầm mic nên không giơ đôi tay được. Rồi. Giơ đôi tay của mình lên. Giơ cái nào? Nhảy lên. Giơ đôi chân mà không phải giơ một chân đâu. Giơ đôi chân mà là giơ một hai chân một cái. Let's go!
Thank you.
Oh,
Haleluya. Haleluya, con lớn tiếng rồi, nghe đứng rồi là ca của chúng con. Chúa ơi, chúng con khát khao thánh linh của Chúa, thông minh chúng con nhiều hơn nữa, và nhiều hơn nữa thôi. Chúa, chúng con khát khao thánh linh của Chúa, thông minh chúng con nhiều hơn nữa, và nhiều hơn nữa thôi. Ai lấy trong sứ sở của chúng con, quân làm của chúng con, tràn ngập ân linh của Ngài, tràn ngập sự sống của Ngài, tràn ngập sự phước hạnh của Ngài, tôi chúng con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con như này chơi đủ rồi Chúa, xin Ngài tiếp tục thăng viên của con. Thăng viên chúng con tiếp tục tuân thở lời của Ngài và chúng con đầy đẩy của Chúa. Tôi là trẻ thăng viên và tất cả tôi tớ của Ngài đều ca ngâm lời của Ngài, ca ngâm sự sống dư dật của Ngài. Tôi chúng con tạ ơn Chúa, chúc phước cho người hướng dẫn chương trình, chúc phước cho người âm nhạc, chúc phước tất cả tôi tớ của Ngài, ba phát lời của Ngài, chúc phước tất cả mọi chương trình đều từ dẫn dắt đến thân linh của Chúa, đem sự vinh điển và sức trên Ngài ban ngôi Đức Chúa Trời. Tôi chúng con tạ ơn Chúa, chúc phước tạ ơn Chúa, xin xin thương của Chúa bao phủ chúng con, của Chúa đóng tại chúng con, và ai đấy dẫn dắt chúng con ở trong sự sống của Ngài, trong thánh linh của Ngài, trong vận hành sự tươi mới của Ngài. Tôi chúng con tạ ơn Chúa, thăm viên chúng con, tiếp tục thăm viên chúng con. Chúa ơi, không phải chỉ cầu nguyện Chúa tại đây và đã kêu chúng con về tại địa phương, Chúa ơi, cùng xin Ngài ở cùng chúng con và tiếp tục thăm viên chúng con từ nay và đến ngày mà chúng con gặp Ngài. Chúa ơi, hầu chúng con hầu việc này của Chúa bởi sức lực của Ngài, của Chúa không phải là bởi quyền thế, không phải là bởi năng lực của chúng con, nhưng mà bởi thầm của Ngài, của Chúa để cho chúng con ban năng lực cho chúng con, kết chúng con hiện lại với nhau, của Chúa đó là gia đình của chúng người, gia đình sống đời, vẫn làm trong ấm tứ của Ngài, trong thánh linh của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa và chúng con giao của Chúa những chương trình, những tiết mục và tất cả. Ôi Chúa, những người anh chị em của chúng con cùng một Chúa tại đây, chúc phước cho họ, dư dật cho họ, vẫn hành trong thánh linh của Chúa, trong sự sống của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.